À, chắc là mọi người đã nghe rõ rồi. Thì không biết là cảm giác của anh chị có các thủ lĩnh khi mà đến với hành trình này thì đánh giá về mức mức độ kỷ luật của hành trình là như thế nào ạ? Chúng ta có nghĩ là hành trình này rất là khó hay là cũng như là các hành trình khác chúng ta chỉ là một khóa học bình thường ạ? Chúng ta đã sẵn sàng cho một cái hành trình như thế nào trong trong trí tưởng tượng của chúng ta về hành trình này ạ? Rất là khó. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Đây là một hành trình đào tạo thủ lĩnh, là một lò luyện, thì hơn hết là chúng ta cần phải giữ kỷ luật, kỷ luật đối với bản thân và kỷ luật trách nhiệm đối với binh trại mình và đối với doanh trại của mình. Chúng ta cứ hình dung là chúng ta đã là một thủ lĩnh rồi, nhưng mà chúng ta chịu trách nhiệm với một nhóm người, có thể là nhóm nhỏ hay là nhóm lớn hay là rất nhiều người, và quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người trong khi chúng ta không có kỷ luật. Có thể là chúng ta sẽ dẫn một nhóm người này đi lạc đường, hoặc là đang đi thì dừng lại, thì cả nhóm người này sẽ không bao giờ đến đích được. Và cái trách nhiệm của chúng ta sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả những cái hành vi hay là những cái quyết định của mình, cũng như đối với bản thân mình cũng vậy. Đối với mỗi quyết định, mỗi hành vi, mỗi hoạt động, mỗi ý nghĩ của mình, chúng ta đều tự chịu trách nhiệm đối với bản thân. Thì doanh trại K3 của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho ban nguyên tố công bố một số những kỷ luật của doanh trại và nội quy hoạt động của doanh trại. Đây là thời khóa biểu tuần, lịch học, lịch các lò Zoom của chúng ta. Buổi sáng thì chúng ta có lò luyện quả vàng đỏ, và buổi tối như là tối ngày hôm nay thì chúng ta có lò luyện quả xanh, thường là đào tạo về các kiến thức về 5 năm 613. Trong ngày thì chúng ta có những nội dung rèn luyện bao gồm 5 thói quen: sống hiệu quả, sống hiểu biết, sống nâng đỡ, sống cống hiến và sống điềm tĩnh. Cuối tuần chúng ta sẽ có một hàng rào thép gai để vượt qua. Đây là nội dung của nội quy của hành trình, toàn bộ nội quy của hành trình. Thứ nhất, về các Zoom, về tính chất bắt buộc của các buổi Zoom. Các buổi Zoom sáng từ thứ hai đến thứ sáu, các lò luyện quả vàng và quả đỏ, và các lò luyện quả xanh Zoom 55613 vào buổi tối, bắt buộc phải có mặt, mở cam 100%. Các thủ lĩnh cần có mặt trong Zoom trước 5 phút, trước 5 phút trước khi Zoom bắt đầu. Các thủ lĩnh phụng sự sẽ hỗ trợ binh trại của chúng ta chụp ảnh điểm danh trong tuần số 0 là tuần này. Ảnh điểm danh bắt buộc phải thực hiện từ lúc 4:30 cho đến 4:35 sáng, và đối với Zoom tối là 19:30 cho đến 19:35. Phải chụp ảnh và gửi vào Zalo doanh trại trong thời điểm này. Tất cả các thủ lĩnh không có tên trong các màn hình điểm danh thì sẽ được tính là vắng mặt. Nếu như chúng ta vắng mặt quá 20% của buổi Zoom, tính ra là sẽ là 7 trên 32 buổi Zoom. Kể cả là có phép, chúng ta sẽ đăng xuất khỏi hành trình. Chúng ta có Zoom tối thứ tư và sáng thứ bảy là các Zoom thắt đuốc, thì không bắt buộc và không bị trừ điểm. Nhưng ban nguyên tố có thể đề xuất tặng quân công cho các thủ lĩnh hoặc binh trại tích cực tham gia Zoom thắp đuốc và đúc kết bài học. Có đúc kết bài học của các Zoom này ạ. Các thủ lĩnh lưu ý là đây là một cái cứu cánh cho chúng ta khi mà cái số hạt mà chúng ta làm rơi quá nhiều. Mỗi ngày chúng ta sẽ có bài tập ngày. Thủ lĩnh thuộc ban nguyên tố sẽ đăng bài tập vào 19 giờ hôm trước, và các thủ lĩnh thuộc các binh trại trả bài tập trước 22 giờ của ngày hôm đó. Điểm của bài tập ngày sẽ trừ theo ngày. Bài tập tuần bắt buộc ban nguyên tố sẽ đăng bài tập vào tối thứ sáu của tuần trước. Chúng ta có một tuần để chuẩn bị, và chúng ta sẽ trả bài tập vào thứ sáu của tuần hiện hữu trước 22 giờ. Điểm này sẽ tính là điểm tuần và trừ theo tuần. Ví dụ như là ban nguyên tố sẽ đăng bài tập tuần vào thứ sáu ngày 16 tháng 9 là
tuần này, và thủ lĩnh sẽ trả bài trước 22 giờ của thứ sáu vào ngày 23 tháng 9 của tuần thứ hai. Tất cả các điểm quân công sẽ do ban nguyên tố chấm. À, các điểm hạt, các tiêu chí về trừ hạt. Zoom sáng tối chúng ta trừ một hạt. Vắng mặt cần thông báo tối thiểu trước 60 phút trước giờ Zoom và báo trong Zalo binh trại. Nếu như trong trường hợp vắng mặt mà ban nguyên tố kiểm tra trong Zalo của binh trại không thấy có thông báo vắng mặt thì sẽ tính trừ một điểm. Bài tập ngày trừ 5 điểm, chúng ta có 5 thói quen, mỗi thói quen sẽ trừ một điểm. Bài tập tuần trừ 5 điểm, tính điểm cho binh trại. Ở đây chúng ta có domino đệ nhị thân trừ một điểm. À, xin hỏi phòng Zoom của mình có ai chưa quen với khái niệm domino đệ nhị thân chưa ạ? Có ai chưa biết đến khái niệm đệ nhị thân không ạ? Nhị thân, vâng, em nói qua một chút. Trong hành trình của chúng ta có một số thủ lĩnh chưa có tham gia các cái hành trình nào của của trí tuệ Việt Nam hay là văn hóa đọc, thì đệ nhị thân chính là cái thân thứ hai của chúng ta. Và cái điểm đệ nhị thân này thể hiện một cái quy tắc chúng ta cần phải quan tâm đến đệ nhị thân như là cái thân thứ hai của mình. Và cái thân này nếu như làm rơi rớt hạt thì chúng ta cũng có liên đới, chúng ta chịu trách nhiệm. Nếu như đệ nhị thân của chúng ta mất trên 3 hạt một tuần thì chúng ta sẽ mất một hạt điểm trừ theo tuần. Quân công, mỗi quân công thì sẽ tính là một điểm, và quân công không được hạn không không bị hạn chế. Chúng ta càng lập được nhiều thành tích thì chúng ta càng có nhiều quân công, và đây chính là cái cứu cánh khi mà chúng ta bị mất quá nhiều điểm rồi ạ. Với mỗi một điểm trừ thì chúng ta phải gieo một hạt. Có ba loại hạt chúng ta cần phải gieo. Thứ nhất là hạt trí tuệ, tương đương với một bài đăng nội dung đúc kết sách Cái Dụng Thánh Nhân, hoặc nội dung về 5 năm 613, hoặc là nội dung tóm tắt các buổi Zoom rèn luyện bất kỳ của văn hóa chuyển giao K3 chúng ta đăng ở trên Facebook cá nhân của chúng ta. Thứ hai là loại hạt thứ hai là hạt đạo đức. Chúng ta sẽ gieo 100.000 vào tài khoản thiện nguyện 5613 tại MB Bank, chủ tài khoản là Lưu Khánh Chi. Đây là kho quân lương thiện nguyện của hành trình văn hóa đọc. Thứ ba là hạt nghị lực, tương đương với 50 thùng dầu, hoặc là chạy bộ 1 km, hoặc là đi bộ 4.000 bước, tương đương với đi bộ 2 km. Hạt trí tuệ thì đối với loại hạt trí tuệ thì chúng ta chụp ảnh hoặc là video vào nhóm Zalo của binh trại hoặc là doanh trại K3. Hạt cần được gieo trong ngày trước 22 giờ. Tất cả các cái hành vi gieo hạt này chúng ta phải nộp trước 22 giờ. Nếu mà qua 22 giờ chưa được gieo thì hạt sẽ nảy mầm và nhân đôi. Chúng ta sẽ phải gieo gấp đôi ạ. Số hạt gieo và nhân đôi này thì chỉ tính cho phần gieo hạt, không bị trừ gấp đôi điểm. Nếu mà trừ gấp đôi điểm thì có lẽ là chỉ sau tuần thứ nhất hoặc tuần thứ hai là chúng ta sẽ bị out khỏi hành trình. Đó. Đây là bảng theo dõi. Bảng theo dõi ở đây, ban nguyên tố đã lập lên bảng theo dõi cho toàn doanh trại. Và xin chia sẻ với chúng ta có thể bỏ qua bảng theo dõi này để theo dõi một là để nhận thức lại hết các cái thông tin trước khi là hướng dẫn sử dụng bảng theo dõi. Thủ lĩnh sẽ chấm điểm cho đệ nhị thân vào bảng theo dõi chứ không tự chấm cho chính mình, và thủ lĩnh cũng sự có trách nhiệm rà soát, đôn đốc hoặc động viên nếu cần. Sau khi check bài tập ngày và cái điểm danh dung của thành viên, nếu không mắc lỗi thì chúng ta điền số 0, hoặc nếu như mắc lỗi thì chúng ta điền số hạt tương đương. Chúng ta chú thích lỗi vi phạm, ví dụ như là vắng mặt hoặc đi muộn hoặc là quân công nào đó trong trường hợp cần. Đây là domino đệ nhị thân, đây là hình ảnh của domino đệ nhị thân. Nếu như đệ nhị thân của chúng ta mất 3 hạt một tuần thì thủ lĩnh sẽ mất một hạt, và tiếp tục như vậy đến hết vòng.
Giả sử như ban nguyên tố bao gồm Mỹ Hảo, Khánh Chi và Quỳnh Bớt. Ở đây vòng đệ nhị thân là Quỳnh Bớt này, Mỹ Hảo và Khánh Chi. Nếu như Khánh Chi mất 3 hạt thì Mỹ Hảo sẽ mất một hạt. Giả sử như hiện tại ở thời điểm đó Mỹ Hảo đang có 2 hạt thì cộng với một hạt đệ nhị thân của Khánh Chi thì Mỹ Hảo sẽ mất 3 hạt và Quỳnh Bớt sẽ bị mất thêm một hạt. Vòng quay cứ như thế cho đến hết vòng và không lặp lại sang vòng thứ hai ạ. Điểm này sẽ trừ theo tuần. Luật hao tổn năng lượng. Thủ lĩnh làm rơi mất 3 hạt thì tương đương với mất một máu. Và thủ lĩnh làm mất quá 3 máu tính lũy kế thì sẽ rời khỏi hành trình ạ. Chúng ta sẽ lập tức đăng xuất khỏi hành trình. Các thủ lĩnh đều được phép sử dụng quân công để tăng hạt tăng máu bù lại những cái hạt rơi của chúng ta để chúng ta không bị đăng xuất quá sớm nếu chúng ta quá lưu luyến với cái hành trình này. Để tạo điều kiện cho các thủ lĩnh, hành trình sẽ cấp cho mỗi thủ lĩnh một túi hạt linh đơn, đề nghị là giữ thật là kỹ, chúng ta giữ bằng cách nào, túi lớn túi nhỏ hay buộc chặt đến như thế nào để cho nó không thể nào rơi ra khỏi cái túi của chúng ta thì chúng ta sẽ tồn tại đến cuối hành trình. Túi hạt này gồm 100 hạt từ đầu hành trình. Và mỗi một lần vắng mặt hay trừ điểm chúng ta sẽ bị rơi một hạt. Nếu số hạt trong túi còn lại dưới 80 hạt thì chúng ta lại vô tình nhấn phải nút rời khỏi hành trình rồi. Chúc các thủ lĩnh là sẽ không rời khỏi hành trình quá sớm nha. Ở đây là quy định về quân công. Đây là các cứu cánh của chúng ta này. Chúng ta lan tỏa hành trình văn hóa đọc chuyển giao K3. Như là vừa rồi Bớt có nói là chúng ta có thể nhá, có thể là đây cũng chính là cái hạt trí tuệ mà chúng ta gieo. Nhưng và vì cái content này quá xuất sắc đi, chúng ta được trên 100 like hoặc là tim ở trên cái page của chúng ta, thì chúng ta sẽ báo về cho ban nguyên tố để chúng ta được cộng một điểm quân công. Đối với lại hoạt động nội bộ, nếu như bất kỳ thủ lĩnh nào có những đóng góp về hình thức tổ chức, cái gen hoạt động hay quy chế bất kỳ một điểm nào trong cái hành trình K3 này có giá trị sử dụng trong hành trình thì chúng ta sẽ được cộng một điểm quân công. Điểm quân công thứ ba là tư vấn dự án. Chúng ta đây chính là cái những cái ý tưởng hay những cái đóng góp vào các buổi Zoom thứ mấy ạ? Các buổi Zoom không bắt buộc cầm tay thắp đuốc là thứ mấy ạ? Thứ tư và thứ bảy. Dạ. Thứ tư và thứ bảy. Và chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào đây, thứ nhất là chúng ta sẽ có thể là sẽ được điểm tích cực. Và thứ hai là khi mà chúng ta tham gia vào đây, ngoài cái việc mà chúng ta học hỏi được ở cái Zoom này, chúng ta có thể tư vấn đóng góp. Khi mà mình làm dự án của mình thì nó hay tắc tịt lắm ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào dự án của người khác, chúng ta thường là cái khả năng mà đánh giá nhận xét sửa sai hay là góp ý tư vấn cho người khác là siêu luôn, siêu gấp mấy lần là tự mình làm việc cho mình, cho nên là rất có khả năng là khi mà thủ lĩnh lạc vào cái Zoom này chúng ta sẽ được một điểm quân công. Đây gọi là những cái điểm may mắn. Và Zoom điểm quân công thứ tư là các đóng góp cho thư viện ba gốc đều là các mục tiêu của các thủ lĩnh ở hành trình này. Bất kỳ một đóng góp nào về ý tưởng hay nội dung khai thác một cuốn sách hay thiết kế không gian hay hoạt động gợi ý tại thư viện có giá trị sử dụng cho thư viện ba gốc thì chúng ta sẽ được cộng một điểm quân công. Lưu ý là các điểm mà quân công nếu ý tưởng trùng lặp thì chúng ta sẽ không nhận tiếp nữa nha. Vì chắc là một cái hạt đó người khác đã sử dụng rồi thì chúng ta sẽ không còn nữa, sẽ không lặp lại ý tưởng nữa. Và các quân công khác được đề xuất bởi binh trại trưởng và ban nguyên tố trên cơ sở các đóng góp đối với hành trình thì chúng ta càng tham gia hành trình sâu sắc đến bao nhiêu thì chúng ta càng có những cái ý tưởng, chúng ta càng tâm huyết bao nhiêu chúng ta càng có nảy sinh những cái ý hay những cái hành vi, những cái hành động đem lại lợi ích cho tổ chức. Thì khi mà binh trại trưởng
quan sát thấy hay là ba nguyên tố quan sát thấy thì chúng ta đều được cộng điểm phân công. Phân công được xét tặng trong ngày, tổng hợp vào cuối tuần. Ví dụ như ngày hôm nay nhìn thấy thủ lĩnh K3 BT0305, thủ lĩnh Quỳnh Sống Xanh có thể đóng góp một điều gì đó thì ban nguyên tố sẽ ghi nhận ngay và chúng ta sẽ tổng hợp vào bảng theo dõi và tổng hợp vào cuối tuần. Phân công có tác dụng bù điểm theo hạt đã rơi. Tuy nhiên thì không có tác dụng bù hạt cần gieo, hạt gieo là chúng ta cứ phải gieo nha. Dự kiến là đến cuối hành trình mà thủ lĩnh nào mà có kho hạt càng to thì mà vẫn còn sống sót thì sẽ càng nhiều phước ạ. Các thủ lĩnh trong binh trại của chúng ta thì có binh trại 05. Có thủ lĩnh nào ở ở đây có mã là binh trại 05 không ạ? Có thủ lĩnh nào có mã là binh trại 05 không ạ? Có ai trong chúng ta ở trong binh trại 05 không ạ? Binh trại 05 được gọi là binh trại hiểu thương. Và khi nào thì thủ lĩnh được mời vào binh trại 05? Thứ nhất là thủ lĩnh làm rơi mất 4 mất 6 hạt trở lên và có nguy cơ là sắp chạm vào nút đăng xuất khỏi hành trình rồi, chúng ta sẽ được mời vào binh trại 05 để hiểu thương và gỡ rối. Thứ hai là thủ lĩnh vi phạm các văn hóa doanh trại, có nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn. Thứ ba là thủ lĩnh cảm thấy cần được tư vấn tháo gỡ các vấn đề về cá nhân hoặc binh trại, có thể đề xuất với ban nguyên tố để vào binh trại 05. Trong binh trại 05 thì có rất nhiều những cái bí kíp, vũ khí để cho chúng ta giải quyết được những cái vấn đề cá nhân hoặc vấn đề binh trại này. Và thứ tư là thủ lĩnh không còn thẻ binh trại, có nghĩa là bị tước quân công rồi, tước mất quân hàm rồi, nhưng vẫn muốn được rèn luyện cùng K3. Và những thủ lĩnh này không đủ điều kiện tốt nghiệp nha, thì chúng ta có thể ở trong binh trại 05 để cùng rèn luyện với tất cả doanh trại của chúng ta. Khi nào thì thủ lĩnh được gia nhập doanh trại trở lại? Đối với các trường hợp 1, 2 thì khi thủ lĩnh có thái độ rèn luyện nghiêm túc thì sẽ được xét duyệt rời khỏi binh trại 05. Tùy thuộc vào cái độ nghiêm túc của chúng ta thì cái thời hạn ở trong binh trại 05 dài hay ngắn. Các thủ lĩnh ở trong binh trại 05 thì sẽ được cắt điểm khỏi khỏi binh trại của mình. Thứ hai là thủ lĩnh được bàn giao cho doanh trại sau khi được tháo dỡ gỡ các vấn đề cá nhân hoặc các vấn đề của binh trại. Thứ ba là thủ lĩnh không còn thẻ doanh trại thì không được cấp thẻ trở lại hành trình. Để giảm độ khó thì ban nguyên tố sắp xếp một số phao cứu trợ, phao được công bố tùy thời điểm, tùy chính tính chất cứu trợ. Phao được bảo vệ tuyệt mật tại thời điểm hiện tại và chỉ mở khi cần thiết. Đây là những cái mo cau giống như là của Khổng Tử hay là của Gia Cát Lượng gì đó, và chúng ta chỉ khi nào chúng ta cần sử dụng thì chúng ta mới mở ra thôi ạ. Và một cái bí mật nữa là khi mà chúng ta đến với hành trình này, chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là chúng ta sẽ out trình, có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản xuất sắc hơn của chúng ta hiện tại. Và thứ hai cũng vẫn là out trình, nhưng ở đây có thêm đoạn giữa nữa là out khỏi hành trình. Bấm vào nút đăng xuất khỏi K3. Chúc các thủ lĩnh thì chúng ta hãy ở vào cái lựa chọn thứ nhất nha. Và bất kỳ một cái thắc mắc nào chúng ta sẽ gửi vào ban nguyên tố và chúng ta có thể tổng hợp để binh trại trưởng hỏi ban nguyên tố ngay sau cái buổi Zoom này. Chúc các thủ lĩnh chân cứng đá mềm cùng vượt rào thành công và ban nguyên tố xin kết thúc phần trình bày ở đây. Xin cảm ơn toàn bộ binh trại.